Hải Tú bị soi dấu hiệu sinh nở, dùng đồ đôi với Sơn Tùng hậu viết tâm thư comeback giữa đêm. Vào đúng 0 giờ ngày 12 tháng 11, gà cưng của Sơn Tùng Hải Tú đã gây náo loạn mạng xã hội khi chính thức đăng tải bài viết đánh dấu sự trở lại sau gần 10 tháng ở ẩn hậu drama Trà Xanh. Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Hải Tú đã tung bộ ảnh khoe nhan sắc xinh đẹp, thần thái sắc lạnh thu hút, nữ diễn viên ăn diện theo phong cách cá tính, mái tóc bị soi hói, lưa thưa, nay lại đẹp hoàn mỹ, giúp tôn lên những đường nét xinh xắn trên gương mặt. Ở những hình ảnh diện váy, Hải Tú lại mang đến vẻ đẹp nữ tính quyến rũ, kèm theo bộ ảnh xinh lung linh, Hải Tú đã viết bức tâm thư chào đón tuổi 24, đặc biệt là chính thức xác nhận comeback sau thời gian dài ở ẩn vì lùm xùm tình ái. Xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn yêu thương và ủng hộ cho Tú cùng đại gia đình MTP Entertainment. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà Tú bước sang tuổi 24. Thực sự vào lúc này Tú cũng không biết nói gì cả, chỉ biết nói rằng mình đang cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc. Tú tự nhủ với lòng mình rằng sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa để cống hiến những điều tuyệt vời nhất dành đến cho những ai đã và luôn đặt sự kỳ vọng cùng tình yêu thương to lớn vào cô bé này. Sẽ mãi mãi như ngày hôm qua, chỉ có tình yêu thương là nhiều hơn mỗi ngày nhé, những tâm hồn xinh tươi ngoài kia, Hải Tú viết. Ngay khi đăng tải, bài đăng của gà cưng Sơn Tùng lập tức gây bão mạng xã hội, thu về hàng chục nghìn lượt thả tim. Bên dưới phần bình luận, netizen thi nhau để lại lời khen ngợi nhan sắc xinh đẹp, thần thái không chê vào đâu được của Hải Tú. Đặc biệt, đa phần mọi người đều ủng hộ nữ diễn viên trẻ trở lại. Những lời miệt thị chỉ trích trước đây dường như đã biến mất. Trước đó vào ngày 4 tháng 10 năm 2020, sau cai trần, Sơn Tùng chính thức công bố Hải Tú là gương mặt tiếp theo trực thuộc công ty với vai trò nữ diễn viên độc quyền. Sau đó, cô được làm nàng thơ của nam ca sĩ gốc Thái Bình trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Hải Tú còn có học vấn khủng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thời phổ thông, cô nàng từng theo học tại trường quốc tế Pháp. Ngay từ thời đi học, Hải Tú đã bén duyên làm mẫu ảnh. Tuy vậy, 9X vẫn cân đối giữa công việc nghệ thuật và việc học, chỉ nhận đi chụp ảnh vào thứ Bảy và Chủ Nhật. Sau khi tốt nghiệp cấp phổ thông, Hải Tú lên đường sang Pháp du học ngành sinh học và sinh thái học tại Đại học Paul Sabatier, Toulouse 3. Đây là một trường đại học công lập của Pháp nằm ở thành phố Toulouse, chuyên đề đào tạo khoa học, công nghệ, các ngành sức khỏe và thể thao. Năm 2013, trường được xếp hạng một trong các số trường đại học Pháp tốt nhất để tìm việc làm. Tuy nhiên, khi tên tuổi chỉ vừa được mọi người biết đến nhiều, thì tháng 1 năm 2021, cô lại vướng scandal chấn động khi bị cho là Trà Xanh phá hoại mối tình 8 năm thanh xuân của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm. Từ đó, nữ diễn viên bị công kích dữ dội, phải ở ẩn. Cách đây ít ngày, cô bất ngờ xuất hiện trong loạt ảnh mừng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập công ty MTP Entertainment. Đây được xem là bức đệm cho màn comeback này. Sự xuất hiện của Hải Tú trong khung hình kỷ niệm 5 năm thành lập công ty của Sơn Tùng đã nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên nữ chính MV Chúng Ta Của Hiện Tại lộ diện sau 11 tháng ở ẩn vì scandal Trà Xanh, nhưng ngoại hình của cô lại gây thất vọng, thậm chí Hải Tú còn bị soi một số dấu hiệu như phụ nữ vừa sinh nở. Nếu zoom ảnh lên có thể thấy, nàng thơ của Sơn Tùng đã tăng cân, gương mặt có da thịt, hai má đầy đặn hơn, vòng eo của Hải Tú cũng không còn đường cong eo ót. Bên cạnh đó, nữ diễn viên xuất hiện với gương mặt nhợt nhạt, mái tóc thưa thớt như đang rụng tóc cũng bị cho là dấu hiệu của mẹ bỉm sau sinh. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những phỏng đoán chủ quan, chưa có bằng chứng chắc chắn nào về việc Hải Tú sinh con như tin đồn hay không. Rất có thể nữ diễn viên xuống sắc, rụng tóc là do gặp nhiều áp lực như dư luận sau scandal Trà Xanh với Sơn Tùng vào đầu năm 2021. Về phần Sơn Tùng, đúng 0 giờ ngày 12 tháng 11, nam ca sĩ bất ngờ đăng tải hình ảnh Hải Tú trên trang cá nhân, kèm lời nhắn chúc mừng sinh nhật gửi tới gà cưng. Sơn Tùng MTV cũng lấy tư cách là chủ tịch công ty để gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Hải Tú. Happy birthday to Hải Tú from MTP Thailand. Today is your, just enjoy it and keep it up. Tạm dịch là chúc mừng sinh nhật Hải Tú từ MTP Thailand. Hôm nay là ngày của em, hãy tận hưởng nó và tiếp tục cố gắng. Không chỉ dừng lại ở đó, trong loạt ảnh mới nhất mà Hải Tú đăng tải, một số netizen đã tinh ý phát hiện ra trong bộ ảnh mới được đăng tải trên trang cá nhân, Hải Tú có đội một chiếc mũ lưỡi trai có in logo khá giống với chiếc mà Sơn Tùng MTV dùng trước đó không lâu. Lập tức một loạt nghi vấn về chuyện Hải Tú dùng đồ đôi với Sơn Tùng lại rộ lên. Tuy nhiên, nhiều người cũng tinh ý phát hiện ra trong những bức ảnh khác, Hải Tú có để lộ rõ phần logo trên chiếc mũ. Có thể thấy logo trên mũ Hải Tú độ khác hoàn toàn với chiếc của Sơn Tùng MTV. Nghi vấn trên chỉ là do netizen tự suy đoán. Trước đó, Sơn Tùng MTV và Hải Tú từng bị soi ra hình sử dụng đồ đôi, nên khó tránh khỏi việc lần này netizen cũng đưa ra suy luận như vậy.